Thưa quý vị và các bạn, chưa đến 400.000 đồng đã có thể tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh ngay tại sân trường. Đây là sáng kiến sân chơi dân gian của Liên đội trường trung học cơ sở Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Dưới tán bàng ở sân trường, thầy Phạm Ngọc An, tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, trường trung học cơ sở Hưng Đạo, hướng dẫn các em học sinh thiết kế, kẻ vẽ những điểm tổ chức trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy ô đa hướng, nhảy lò cò. Đây là những trò chơi dân gian đơn giản, gần gũi, giúp học sinh được trải nghiệm hoạt động chung với bạn bè. Trong cái quá trình mà các cháu học online rất là dài thời gian vừa qua thì liên đội chúng tôi cũng có những cái ý tưởng là khi mà các cháu quay trở lại học thì sẽ có một số các cái hoạt động để giúp các cháu vừa rèn luyện thể chất, vừa giải tỏa căng thẳng trong học hành mà nó lại mang rất là nhiều ý nghĩa. Thì do đó thì chúng tôi đã lên ý tưởng là tạo lên một cái sân chơi, đấy là sân chơi dân gian dành cho các cháu thiếu nhi. Hiện tại trên sân trường đã kẻ vẽ được 8 điểm chơi với một ô nhảy đa hướng, 2 ô nhảy lò cò, 3 ô ăn quan và 2 bàn cờ vua. Giữa các tiết học, sân chơi thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, vừa giúp rèn luyện sức khỏe, lại giải tỏa căng thẳng để có tinh thần tốt cho giờ học tiếp theo. Em hay chơi nhất đó chính là những cái trò nhảy, bởi vì nó sẽ rèn luyện thể chất hơn. Em cảm thấy vui và càng vui hơn nữa khi mà được chơi với tất cả bạn bè. Ở trường thì có những niềm vui, mấy cả được chơi những trò chơi dân gian của các thầy cô tự tạo ra. Còn ở nhà thì là những trò chơi về công nghệ điện tử thì nó sẽ gây hại cho con người và sẽ hay dẫn đến là bị tự kỷ ạ. Đến nay, số lượng điểm chơi đạt khoảng 60% theo kế hoạch và đang tiếp tục được bổ sung. Nhà trường mong muốn từ sân chơi dân gian này, trong tương lai có thể tổ chức thành các cuộc thi hay hoạt động tập thể của nhà trường. Trò chơi dân gian, thứ nhất là giúp cho học sinh có được cái môi trường tự nhiên, gần thân thiện với thiên nhiên. Thứ hai là giúp các em giáo dục phát triển thể chất, giúp học sinh hứng thú hơn, say mê hơn với học tập, hạn chế những tật xấu và đặc biệt là góp phần giáo dục cái văn hóa, phát triển chuyển văn hóa cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi dân gian không chỉ giúp cho các em có sân chơi lành mạnh mà còn tạo điều kiện cho các em mở rộng giao lưu, bồi đắp tâm hồn đẹp, giúp cho các em cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống. Trong thời gian tới, trường trung học cơ sở Hưng Đạo tiếp tục hoàn thiện mô hình theo kế hoạch, lắng nghe ý kiến, nhu cầu từ chính các em học sinh, khuyến khích các em sáng tạo thêm các trò chơi bổ ích.